mà cả đời cũng vậy, không bao giờ ăn chi nhất một bữa đó lại ba là đen bạc đỏ tình à. Đỏ tình đen bạc trái đỏ. Luôn không đỏ tình đỏ bạc luôn đỏ bạc đỏ tình luôn à. Xong lúc đó em thấy là kẻ sâu em thấy Nhi rồi em cay nữa cái đòi đi ăn thôi chứ em không có nghĩ cái gì chuyện như vậy. Ủa bây giờ không nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Gần nhà mà sao không về mà cứ chạy vòng ngoài thôi vậy thôi anh cũng phải điện được phải tắt cái khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Rồi em nghe cái tôi đi gắt lắm rồi bây giờ không kiếm nữa thấy vừa thấy lũ vô luôn lũ rồi rồi khách sạn đi nhất một triệu mấy đi tao lòng trời dạ bao nhiêu cũng được trời 10 triệu cũng ngủ. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cha, hai gương mặt giống nhau quá. Đó, bởi vì gương mặt phu thê nè. Phu thê. Từ lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn rồi. Còn cái đôi mắt này lạ lắm nghe. Giới thiệu tên em mới dạ. Được. Dạ. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, em chào chị Hồng Vân. Thì em chào khán giả. Em tên là Thành. Thành là anh ấy. Dạ, em sống ở Sài Gòn. Em nay 30 rồi. Công việc của em là vận chuyển hàng. Mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư. Năm nay cũng 93. Hả? Dạ, 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Dạ, cũng 93 tuổi. Dạ. Hai chồng bằng tuổi. Dạ, em bán quần áo. Quần áo. Cha, vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, cho bên này bán. Dạ, thì lúc đầu liên quan như vậy đó, lúc đầu là thường như vậy đó. Ngày 28 Tết, thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. À. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn không có đi hết. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Nó cay cú quá mà anh không còn một đồng bạc mà nên là tôi phải ăn lại cho coi như là ngập mặt đó. Lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thư? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Anh này chạy lại sau nẹt bô nữa, chạy xe chiếc SH mà cứ nẹt gì nè, cái em lại em thấy trẻ sâu rồi tủ nhi rồi cô không thèm để ý nữa. Xong cứ ăn, cứ đánh bài ăn gom hết cái nhỏ em cay quá nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Hồi đó muốn chết lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ, thôi anh đói anh ăn rồi anh kêu miếng kêu chén tái thôi anh no quá về quốc cho tô mì hiêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình nói gặp mình sơ sao như sao gặp mình ăn xấu lắm, mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn à. Sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau mà ở Sài Gòn thấy tụi dễ thương không? Trời em chấm từ lúc quýnh bài rồi mà cả đời quýnh bài không bao giờ ăn như dứt một bữa lại mà ba là đen bạc đỏ tình à. Đỏ tình đen bạc trái đỏ. Luôn nó đỏ tình đỏ bạc luôn đỏ bạc đỏ tình luôn xong lúc đó em thấy là trẻ trâu em thấy xuống nhi rồi em cay nữa cái đòi đi ăn thôi chứ không có nghĩ cái gì chuyện như kiểu ủa, như là bây giờ không mình. Nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Là em thì em thích là ăn nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn, ảnh chở em đi từ quận nhất và qua tới quận Tân Bình, qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng, mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói gì nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng. Rồi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày xứa chuyện luôn. Buồn ngủ quá. Cái bắt đầu tới ngày thứ 3 cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ 4 chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn nhậu. Nhậu xong cũng say say men men cứ chạy đi về mà cũng chạy vòng vòng hoài. Giống như là cái nhà em là ở ngay cái nhà em muốn ở ngay quận nhất rồi. Mà anh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về mà cứ chạy vòng hoài. Thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em cũng vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư là đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê. Lâu dạ lâu. Lâu. Mẹ nó chủ động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Còn sao mà. Dạ. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá không nói nữa. Rồi em nghe cái câu đó. Trời ơi, nói chết đi, tỉnh liền, tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũ vô luôn. Lũ luôn, trời, khách sạn nguyên nhất một triệu mấy một đêm đau lòng luôn trời. Dạ, bao nhiêu cũng được. Trời, 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thầy lấy bên ta trái thấy rồi lũ thẳng liền. Lũ vô. Không kiếm, kiếm gì nữa mất công lâu, chịu nổi. Lũ liền, không hỏi giá luôn. Qua sáng sau tính chuyện. Triệu mấy. Má ơi, trời ơi, cái gì thấy ghê thiệt. Nguyên nhất, tiền quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nói tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó đến chung là cái duyên thì sao á. Trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình dập với em. Gặp xong quen một tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Trời ơi rồi chừng nào cưới luôn không? Dịch tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch
không là nó cứ được. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó. Đã là của nhau đó, đã là của nhau. Xong rồi cái em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi. Anh đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà ổng lau nhà. Cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy, Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nó sao anh không để cho em, chú em về em dọn dẹp cho. Cái ảnh mới nói là hả, anh đã sạch quen rồi, thấy dơ anh chịu không nổi. Cái câu đó xong cái em nghe nó trời sao tự nhiên giớ được này cũng ok này nọ. Xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, cho nó rộng á, là không bao giờ sạch nữa, là không bao giờ sạch nữa. Tạm nét rồi, đúng rồi. Tạm nét. Cuối cùng là lòi á. Thôi để chút nữa cái phần sau kể. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp, rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn, rồi buổi tối đó đi về cái thấy vợ em ngủ mình ngủ rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn. Ở đuổi không về luôn, coi như là cuốn gối theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn, mà em ở dơ em làm biến dọn già lắm, tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Lấy mình đàn ông vô mình ở dơ nhà gái tay kỳ quá, rồi cũng quét dọn mà tánh em làm biến ở dơ lắm, trời mình tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn. Ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần rần á? Dạ bất ngờ lắm. Nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi. Xong rồi cái tới bữa cuối, cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó, cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chè Thái quá. Mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái, mà mình bực mình, mình ham vui mà mình muốn chơi mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa. Cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì ăn chè Thái không nổi. Xong cái tức quá cái em thôi đi về chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà. Tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi, là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Trang trí hết cái căn villa đó là từ trên dưới là bong bóng, rồi hồ bơi cũng bong bóng. Xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em, sắp xếp là đèn rồi sao là quỳ xuống cầu vậy đó. Nói câu gì nhớ không? Nói là đồng ý làm vợ anh nha. Có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi, cái nhẫn đó đâu? Dạ. Trời ơi, hai chị em mình đồng thanh đồng thụ. Rồi cái nhẫn để nhà. Dạ. Cua nhẫn này tốn tiền không? Không, tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó. Các bạn cũng ham ăn ham uống mà. Ăn quá trời ăn kêu đủ thứ rồi, hết bò rồi tới viên trứng rồi gì đó. Giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy kể đó. Cho vợ kể cái tiếp đi. Cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ không? Đang kể đó, sẵn sàng kể luôn đi. Dạ cũng còn. Xong rồi còn quên tắm nữa. Có giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người quên tắm. Em cứ hỏi hoài luôn, tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi, cái nói là tắm là trúng gió chết liền, không có cỡ nào cũng trúng gió chết liền á. Rồi là xong, là để tới sáng tắm, nhưng mà biết là nằm xa em nha. Xa em ra ôm, cứ ôm nằm xa em ra vậy đó. Rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại nhiều quá. Cái tật em hay quên, cứ nghe điện thoại suốt từ 9:10 đi 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe riết rồi mệt quá, cứ rồi lăn ra ngủ luôn. Nói công việc thì mà. Công việc cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa, cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Ở dơ nè, rồi tiếp theo cái gì còn nữa? Tỏ vẻ nữa. Giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó. Cái bữa cái kỳ em với ảnh ra Vịnh Hạ Long chơi. Xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn. Không, để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP, chở từ khách sạn ra sân bay. Hai người ta tới rồi, hai đứa cứ lên xe ngủ thôi, đặng đi ra sân bay. Sân bay gì anh? Cắt lái hả? Sân bay Cát Bi. Cát Bi. Sân bay Văn Đồn. Sân bay Cát Bi. Nó chở rồi sân bay Cát Bi Hải Phòng mà. Rồi đặt vé lại. Ủa? Nhưng mà thực ra là sân bay Vân Đồn. Em ở Hạ Long thì đúng ra là sân bay Văn Đồn, mình về Sài Gòn. Chết cha rồi, em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Dạ. Đặt lộn, hàng đó nó chở ra Cát Bi. Kêu nó anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa? Tài xế của em. Gì? Nó hồn luôn, nó không ngờ luôn. Ủa? Cái này sân bay Cát Bi mà anh.
Thôi em đặt sân bay Vân Đồn. Đâu có, anh đặt sân bay Cát Bi mà. Trời ơi chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Trời ơi, ổng đọc lộn đúng không? Dạ đúng rồi, xong rồi cái em tức quá, cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy để nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ trên Google đó. Trời giờ tới cưng, giờ tới cưng đi, nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nó đi. Vợ em thì kiểu mà hay lớn tiếng em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em tép. Cứ lớn tiếng em ghen tép thì bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn, tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Gì đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị test công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn gì là vui. Thì vợ cầm ràm em cầm giỡn lại, em giỡn nhiều. Em cầm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Da dẻ rồi hư bột hư đường đó. Em. Và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Dạ. À, anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục. Và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó, có lại thêm đứa nữa nghe. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ, nôn không? Dạ nôn. Nôn kìa, nôn nôn kìa. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ anh chị. Và qua năm sau sẽ chào đón một thành cô, viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Dạ. Hai anh em song sinh hay gì? Giống giống nha chị ha. Để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua. Đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, ở đâu? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó. Chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Thì ông đó. Hước hết rồi sao? Thì đó. Bởi vì nghe thùy mị nhẹ nhàng. Thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó. Thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu tại vì Minh để râu bán rau. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh rau thì mười mấy năm nay rồi. Còn mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cơ? Nước giặt xả. Nước giặt xả. Dạ. Ủa cái nước giặt xả đó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ giống vậy á. Có không? Dạ đúng rồi. Có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á. Dạ có. Có luôn. Ủa là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước lau sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ổng luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Thì em tặng cho chị ông Vân với Thuận là một người thùng về xài thử. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của Quyền Linh mà đối thủ của Quyền Linh. Đó, đấy rồi. Nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng. Người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh. Còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Đâu, cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bán ít nạ thôi. mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó. Đúng không? Giống như là đâu đó, đâu đúng nè không? Ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền mua thì sao? mua nghe. Ai mua thì bán, ai xin mua thì bán, đúng ai trả tiền thì ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng không Minh Râu? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á mình có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự tính tiền á. Mình cái tóc qua bên hôm đây. Nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Xỉn nhậu sai tí rượu. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì?
Dạ, rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao bán, vậy? Tại sao tại vì nó mềm, nó ngon, nó cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ế lắm. Không có lên tiền nữa. Dạ, ai cần đến đấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này. Rồi. Ok, rồi. Bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. À, không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Ừ. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ á, xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì tao mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống và là dẫn đi tán gái đi, tán qua mùa mưa á, không mấy buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm theo trong nhà, nó đâu biết đâu. À, rồi dẫn xuống quen, là đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Ồ, xấu dạ. Lắm. Nhưng mà lúc đó thì tóc có tóc không? Có tóc có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy không đấy. Lúc đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mà mặt này sẹo nữa, mặt lại sẹo nữa, tai nạn mà mặt sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ông cười ấn tượng cái nụ cười của ông ấy. Xong rồi là ông thật thà, thằng em đi đọc kinh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ông xin luôn cho miếng ăn, vậy ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở dưới quê hay đọc kinh người ta không? Bánh ống á. À đúng rồi, bánh ống á. À cái bánh đó chị, là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin mà ha mình ha. Nó rất dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà anh bánh cống á, bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Ừ. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xinh là dạ. Ăn nó mắc mệt á. Ừ. Rồi ông ăn, ông ăn ngon, em ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn và nó cũng hay hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Ừ. Mà sao thấy cái này cười thấy hay hay, thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? Xin bánh là xin bánh rồi, nghe em ruột rồi. Dạ. À. Nó nhớ. Ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều ông em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Giờ luôn. Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Dạ, về là bảo và là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tâm trí đi mấy ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy rồi, nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, ở kiểu hơi kiểu mà tửng vậy đó. Yeah. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Cũng còn nhớ không? Đã rất quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh nữa rồi mình thấy vậy chắc được. Ủa bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình . Còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu là mình là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ đến ngày nào cũng đêm. Ngày nào cũng đêm. Vậy đó hả? Dạ. Ồ, là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ. lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Thích rồi, ừ. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông lại vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười đó. Có. Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ông đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ông rất muốn đến nhưng mà ông nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng ra nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, hơn 2 tuần. 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. Dạ, 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi.
Chú đến nhà rồi, con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, Hùng nè. Nó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen mặt này thì gia đình mặt này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á, là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, hồi xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Ừ. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. À. Cấm cũng không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau ấy, mà giờ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi, tự pha trà, tự ngồi uống chơi hồi nó nọc cọc nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên với lại hồi trẻ tôi gọi là chủ nhi ấy, mình cũng nghịch ra. Thích thể hiện. Dạ, đúng rồi, kiểu vậy á. Và nghe nó bảo thằng anh nó quậy, bởi là thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen ra. Đâu là cấm đâu cho quen. Cũng đúng thôi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy, bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bụi đời, dẫn nó bỏ đi cả tháng chờ. Được tháng không ta? Không, được mấy tuần nè. Mấy tuần nó đầu đợt điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi, tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về xong rồi bảo cái tường là con đi chơi, bỏ lễ, không đi lễ, đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy, tí nữa tao về tính tội. Ba má cũng đi lễ. Ông bảo sợ quá, phải sợ. Bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bà bảo ông phải thôi, vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn. Trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu, chị Hồng Vân. Nheo lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị. Sợ. Ôi là ra sự cố mày muốn là cái đó đó hả? Đó. Trời, tôi tưởng đâu cái vụ kia. Rồi xong rồi. À, bố điện thoại cho Minh luôn à? Hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về. Hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu. Chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là thì em hả? Em điện về đúng không? Về xong rồi ba thôi đi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy, xong rồi bảo thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng giờ rồi. Gọi về phải no cưới gấp. Thì thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má. Ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ. Mà bên đạo á, mà đã trốn đi nhà thờ á, là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ, nhưng mà chị lại học lại ba mẹ là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với Minh kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn. Mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, hai đúng đứa không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nheo lên xe đi, ông này ông đâu có đồng bạc nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá. Ở trong bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, ở chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì hả, mũi cắn chết. Có nhà là ngoài. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó. Không. Đợt trong nhà xóm trước đó, cần trong ao cá lúc đấy là xong mới là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền đúng mà rồi. Đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài, rồi hẹn hò cà phê sao đó. Đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty, cũng có bạn bè nữa, thì ghé với thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm nước Nam. Lúc đó em làm cái gì?
Lúc là anh làm mà bảo trì giống nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn chưa, đúng chưa, không? Chưa, chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Ừ. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng mấy nào năm mới sau. Là phải sanh bé thứ hai. Bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bán thịt heo trước, bán thịt heo bể nợ Bình Dương, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nợ luôn hả? Đúng rồi, năm 2008 2009 gì luôn. Sao đời ông Trung Chiên với ông Minh Râu. Nhưng mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. À, có trước mấy tháng. Rồi sanh xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy à, chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm ấy, mấy xã bên đến bảy đông lắm. Rồi em sao? Lúc sao? Đó, em thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo nhỏ tao địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đầu đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bảo con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Sau cái đầu nó nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên nữ với nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó ở đấy mình ngồi gần kế đó mình thân mật đi xíu rồi bên kia tự động ra. À, có nghĩa là em dẹp loạn bằng cách đó. Đúng dẹp loạn ở đó là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Nó đi đâu cứ cầm theo gì là thì đấy, cái hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông đông như thế với thằng kia cũng quen á, theo đuổi ra. Có nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay từ đó từ đó từ đó chứ không phải gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn. Không có em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu. Cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á, không mua lấy một cái bông tặng cho bạn gái luôn. Xong rồi luôn. Không tặng không xong rồi. Hôm đấy thằng quên tên à. Thằng gì đó. Đó. Có thằng ấy tặng, nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu tọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái trống lại, ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia, ông tức quá. Có dằn mặt không? Dạ. Có dằn mặt em không? Tức thôi. Nhưng mà làm được gì? Tức không làm được gì. Tay anh có quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bàn ấy, tức. Bông này xấu quá vứt đi đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê bụi chuối này nọ đồ. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè. Có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi, nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không mà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu, lúc mới đầu sanh là tự nuôi tại vì có thai trước, gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da lúc đấy là không có tiền, bán bông tai cái bé xong rồi bán cho chị, bé đi hết vô. Đấy cả nhận cưới chưa, nhận cưới chưa. Ngồi bí quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi, bây giờ không đủ tiền nữa không gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về, rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà, mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm công trình gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau rồi bé như bị được vài tháng à, mình anh bị tai nạn chân. Đúng rồi, được khoảng mấy tháng ấy, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng ấy, đúng rồi. Ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được đề nó tông người ta, tại người ta lại bị tai nạn nữa. Tai nạn giao thông người ta chết. Là mình bị tai nạn giao thông. Dạ. Ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất. Người ta tông rồi mất. Em sống thì mình phụ phần là trả cho người ta. Rồi người ta, nhà người ta cũng đàng hoàng lắm, cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không bị gì.
Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không? Lúc đầu được không? Nó như thế nào mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Là bao nhiêu là bao nhiêu tiền là em đổ vô làm được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc nhu, vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy, lúc đó thì em làm cái gì? Lúc đấy ôm con không chưa làm gì đâu thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi giờ. Và bao nhiêu không tiền có là không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, trời đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm chị Hồng Vân. Nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bể lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bể, thì lợ bên Bình Dương là bể buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Khoan khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, gần 10 năm nay. 7-8 năm nay, 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do gì trận, mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Ngồi suy nghĩ lại thua bao nhiêu? Mấy trăm thì lúc đó là mình có phải bán nhà bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì được cái chủ nợ nó cũng giới hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế này em thu nhận tiếp người uy tín thành rồi là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tiền lời nữa. Để cái tiền đấy mà tôi đảm ăn được phải trả, bây giờ đòi nó bỏ đi chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau ở đấy ngày cũng kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài chơi hết à, không có dành. Cái đầu bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu đó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, sau tới lúc nổi tiếng luôn. Mình hình nhìn lại nào thì mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn là 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi.